núi. Đi ra chặn lại đi. Dạ dạ dạ. Đi đi. Dạ. Đi giật. Bộ kia làm gì mà như ma đuổi vậy? Xém nữa là tông bể mặt ông rồi. Dạ dạ, tại con, tại con sợ. Sợ cái gì, sợ cái gì, nói. Không sợ gì hết. Dạ mấy ông, cái ma vậy? Ở đây có đứa nhỏ nào vừa mới sanh tức thời lúc trời đang sấm chớp không? Dạ làm gì có đứa nào. Dạ. Để ra. Mấy ông kiếm ai vậy? Ở đây có ai mới sanh sao? Nhà có bà già này thôi, có ai đâu sinh nở. Có mình bà à Quang ơi, không có ai trong tuổi sanh đẻ nữa Quang ơi. Gì, mấy cái thứ này là mấy cái thứ gì? Dạ bà bị bệnh, mấy bữa nay bà nằm liệt, con qua con phụ lên mình cho bà thôi, chứ đâu có ai sinh đẻ gì đâu Quang. Dạ Quang ơi, thôi mình đi đi Quang ơi. Nhìn ghê quá à. Cái xứ gì đâu mà vừa xa vừa nghèo thấy thương luôn hả? Ma quỷ nó còn muốn giáng thế ở đây nữa, huống chi mấy thánh nhân gì đó Quang ơi. Thôi mình đi đi Quang. Im đi. Biết ai mà sinh đẻ báo ta liền, ai mà dám che giấu ta sẽ được quyền tiền trảm hậu tấu. Ủa mà mấy ông kiếm đứa bé mới sinh chi vậy? Ta là mệnh quan của triều đình, được hoàng thượng phái xuống đi tìm kiếm thánh nhân để nuôi dạy thành hiện tại, để sau này giúp vua giúp nước. Người nào mà biết chỉ ta liền. Ôi trời ơi, không ổn rồi dì ơi. Nói là để kiếm thánh nhân hiện tại đem về cung nuôi giáo dưỡng, nhưng mà sao lại nói là tiền trảm hậu tấu? Mặt mày thì ớn luôn à. Dì ơi, chắc nói vậy thôi, chứ con nghĩ á, dù gì mà sinh ra con quái vật này ở trên phải bấm quẻ biết rồi mới xuống, mới có cái kiểu mà đã giết kiểu này. Dì ơi dì, thôi giờ dì giết đi, chứ để lộ ra là chết chùm đó dì, không ổn đâu. Trời ơi, thôi con đi về đây. Ở trời rồi, quên đôi guốc. Hoàng gia nghiệp chướng gì mà mày lại đầu thai vô trong bụng của tao vậy, con cóc xấu xí kia? Bây giờ để con chết mà giết thì dẫu sao thì cũng 9 tháng mày lớn lên ở trong bụng của mẹ mà. Ha 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 ha.